Vâng, hôm qua em lên một mã iPad kia thì đã đi với bác chủ rồi. Hôm nay lên tiếp một con iPad nữa cho bác. À, dòng này cũng có khe cắm SIM bác nhá. Bên cạnh này có khe cắm SIM này. Con này có thể chạy SIM được ngoài wifi ra. Đấy. iPad này. Tất cả hàng đều bao hàng zin hàng xịn hết cho bác luôn. Zin xịn luôn. Con này để cho bác mức giá 2 triệu 9, 2 triệu 9. Để em vào cấu hình nhé bác. Cấu hình rồi. Đây. Nghe nhạc thì các bác có thể vào trực tiếp YouTube bác nghe. Bác có thể vào trực tiếp lên YouTube này. Bởi vì là những con này là về các bác phải cập nhật tài khoản các bác vào. Bên em cài cho bác được nhưng bên riêng con này bảo mật được cao đấy. Loa thì quá ok rồi. Có bộ sạc theo bác nhé. Có sạc theo hết. Dòng này thì màu quá đẹp rồi. Như quả táo cắn dở này chả ai chê được. Nhưng nó nổi tiếng thứ ấy đấy. À, em giới thiệu về cấu hình luôn này. À, các bác vào phần cài đặt này, cài đặt chung này. Xong lên kéo phần lên trên cùng có phần giới thiệu này, trích của đây phát. Thì các bác sẽ nhìn ra, đây là con iPad, iPad mini 3. Ok chưa, bản Gia, Gia là xuất Nhật rồi. Gia xuất Nhật. Con này 16 GB. Đặc biệt là con này có thể chạy được SIM. Nó có khe cắm SIM mất nhá, khe cắm SIM ngoài. Bình thường những con nào không có khe cắm SIM nó sẽ rẻ hơn được tầm khoảng độ 5 đến 700 đến 1 triệu. Con này các bác có thể cắm SIM ở ngoài để dùng di chuyển được. Mức giá 2 triệu 9, bác nào nhu cầu liên hệ với em, có sạc cho bác luôn. Con này là màu lông chuột. Màu lông chuột. Ở trên thị trường bây giờ thì bán rất là nhiều loại máy iPad, nhưng mà các bác iPad dòng Android đấy về không chạy đâu, về chạy lúc nóng máy đơ hết máy đấy. Rồi, hẹn các bác clip sau.